Như mình xin kính chào quý cô chú anh chị nha. Thì hiện tại giờ là Duy Minh đang có mặt tại Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương quý cô chú anh chị ơi. Thì trước mặt đó là 15m, hai chồng chạy vô trước rồi đó. Đó, vẫn như ngày nào thì anh em mình vẫn vào đây sớm để kể cho bà con cô bác xem mộ của chú có cái điều gì mới lạ hay không ha quý cô chú anh chị. Hôm qua thì bà con cô bác xem những cái hình ảnh của bà con cô bác nghèo đến là dọc mưa dãi nắng cầu chào hay gì Long Thần Hộ Pháp hay gì Bồ Tát đó. Dầm mưa dãi nắng mà đến đây để xin gạo thì nói chung thì tạm ổn trong cái việc mà mình phát gạo. Tuy lúc ban đầu phát qué thì nó hơi bị trục trặc của chú anh chị là bà con không có trật tự chen nhau để là giành lấy cái quà, nhưng mà lúc sau thì cũng ổn định lại. Ôi, người vô ạ. Đây là cái nơi mà mình hay là đậu xe hồi đó giờ quý vị. Cái gạp thì vẫn còn ha. Hôm qua mà không có cái gạp rồi xong luôn. Có anh trai mới vô. Có anh bộ đội mới vô rồi quý anh chị. Anh bộ đội ha. Tí là vô chốt rồi đứng cái đó. Hai chồng nhanh lắm. Mở cửa là toàn chỗ liền rồi quý anh chị. Người lái người quay. Vì mình là chuẩn bị đồ lắm mới vô. Gì dạ? Hôm qua hai cái bữa mình ủa, mấy chục bữa đâu rồi? Anh thấy cái ảnh đâu? Hả? Anh thấy cái ảnh bà gái không? Hôm qua mình nhớ còn đây mày ta. Anh em mình lao để lên rồi. Ừ. Bốn cái đèn hôm qua cho con gái ha. Bây giờ cái chén nằm dưới luôn rồi. Chén nằm dưới đây luôn rồi, chắc có ai dẹp đem xuống rồi. Lạ ha, mình thấy cũng lạ luôn nha. Ủa? Chén dưới. Chén này đặt dưới đây. Em mình về hết à, biết là không ai. Mà bự thì mất tiêu. Ngộ ha. Mà bông thì còn. Bông còn. Xe bông không mất, bông còn đây. Mấy cái hoa này sao ta? Hoa này thấy đẹp mà. Đẹp đâu? Anh thấy hết rồi nè, nó rủ hết rồi còn này. Bữa nay mình xin phép cho ông Ngọc đi. Cái này thôi cho ấy luôn nha. Bên kia, bên đây nè, mới giữ nè. Bên đây nó điêu tàn rồi đúng bên không? Bên đây điêu tàn rồi, những cái nào mà nó điêu tàn thì mình dẹp. Chứ như nè. Thấy không? Bây giờ em có cách vậy. Bây giờ mình cứ rước đi. Bỏ, không bỏ, bỏ, không bỏ. Thôi, vậy mất thời gian cơ. Cuối cùng mà anh bỏ hết. Thôi giờ để lên đây đi. Đi còn phải sữa ui chị. Ăn có bị gấp nước không? Em nó quên không? Kìa. Ông Ngọc vô kìa. Giờ trước hết á mình cho cái trước lên lên đi đến. Tăng dù đúng không? Tăng dù là đúng rồi đó. Bây giờ tăng lên. Cái nhiệm vụ tăng dù á. Được chưa? Cao rồi đi anh. Cao ơi, con mệt, con ngủ quên rồi.
Anh Ngọc hôm qua thỉnh hai đứa bự đúng không? Hai bự hai thỉnh đây đâu. Ủa gì ai thỉnh là? Do rồi gì được chứ? Thì ok ha. Còn một cái. Lâu còn. Tự nhiên đi. Để mình cũng cúng rồi. Ừ, cúng rồi. Tự nhiên. Đúng. Đúng. Chạy đúng không? Ngày hôm qua mình về là hai cái bữa còn mà. Còn nhưng mà tự nhiên mà thôi. Gì hả? Cái bữa không còn nữa. Chuyến này xin gỡ cho em. Sáng anh gỡ cái tay là anh nổi rồi. Sao vậy? Tôi bị lối lưng. Vậy mà không ai thèm nghĩ. Gì vậy? Mệt mà không ai thèm nghỉ hết. Để mai em sẽ xin chú ngày chủ nhật đi. Không chào nghỉ 4 ngày. Xin nghỉ giờ. Tại vì sắp tới là lỡ lên chính. Để 29 mà, lễ lớn mà. Mình cũng phải nghỉ lễ chứ. 34 rồi còn nghỉ, còn 5 muốn tới lao động rồi còn nghỉ. Phát như là mình vô cầu, mình dưới cầu cũng làm. Trời ơi, mệt. Anh biết không, em nói anh á, học sinh á, mà chỉ cần mà nói nghỉ lễ thôi, em nghỉ bao nhiêu ngày người ta cũng khoái hết. Mà sao cho anh nghỉ lễ mà anh Ngọc mới nói vô làm cậu đừng nghỉ mệt. Đừng nghỉ mệt mà mình đâu nghỉ mệt, mình là tại nó mệt rồi sao? Tại nó mệt thì mình cũng phải nghỉ. Tại vì sao cái tâm của mình phát từ cái niệm mình nghĩ tốt là nó sẽ ra cái tốt, còn không nghĩ xấu nè là nó sẽ ra cái tốt. Là mình nghĩ nó rối là nó rối, nghĩ cái đơn giản à. Vậy là mình nghĩ người ta tốt là người ta tốt, mà mình nghĩ người ta xấu là người ta xấu hả? Cái tâm mình nó nói cái tâm mình nó khốn nạn á. Tâm mình khốn nạn thiệt nha. Ví dụ như mình làm làm gì, ví dụ như anh thấy làm sao do nè, cái bà kiểu gì đó nè, chưa lo xong mà có gì anh nói là cái tâm mình nó khốn nạn như vậy. Bởi vậy không anh, em chưa thấy gì hết mà em thấy anh khốn nạn rồi đó. Tự nhiên cái anh chửi không phải không biết khốn nạn chưa chứ thấy anh chửi hết luôn đó. Em ai cũng có tâm hết. Anh nói là cái tâm của mình, anh nói cái tâm của mình á, nhiều lúc nó khốn nạn chứ không phải anh chửi. Nhưng mà ý là em nói cái từ khốn nạn đó anh cũng nên. Cái tâm của mình khốn nạn mà ai cũng có tâm hết á, là ai cũng khốn nạn hết sao? Cái từ của anh là bao quát hết luôn đó anh. Rồi. Em nghĩ xấu anh hoài, anh rất là tốt luôn. Muốn nghĩ xấu nhưng mà cái từ ngữ của anh là nói là bao quát cả một cái thế giới luôn. Nói gì tâm thì ai mà không có tâm đúng không? Em thấy anh Ngọc á là đợi anh em anh thắp nhang trong mình vậy xin hết rồi mình thắp nhang anh trước ơi, giờ cho anh thắp nhang chú anh tiêu mua chắc mốt là anh phải khai mạc nha, anh phải vô sớm nhất anh đốt nhang xong mà là chú ơi, bữa nay là cô quên rồi, mình còn hai đèn bên kia. Giống như là qua anh lấy nói đổi là không? cái gì là chấp. Ủa sao mình không đổi thùng bự luôn đi để dành cho tất cả được xài. Còn mình không nói là mình im. Đổi thùng bự đi cho nó. Nào giải thích đã chứ. Mình nói là mình chấp, còn mình nói là mình im. Cái hồng nước suối kia, cái chua gì hết mất tay luôn. Dạ đúng hả? Ừ. Nó im đúng rồi. Hồng mình xài được mấy ngày chứ mua cái hồng. Bộ dốt luôn, có gì lờ luôn á. Bộ gì cuối cùng cái nhà 24 giờ là... Tại vì mình chỉ học được tới đó thôi. Tại vì anh học được tới đó thôi. Anh học mới lớp 1 mà. Có học tới lớp 5, lớp 6 thì nó khác nữa. Vậy là anh đi học thầy mà thầy của anh dạy anh chưa học hết. Chưa học hết chứ. Anh mới học tới cảnh giới thứ thứ 3 rồi. Thôi hết lớp 1 à. Vậy mà anh làm thầy viên sẽ được ta phải học hết 72 để phần học. Anh học
không phải là nghĩ tại tâm mình cái đó thôi, chứ không phải là nghĩ như là thầy dạy đúng mà mình hiểu cái đó thôi, tại cái tâm mình là vậy. Người ta nói là mình cho học chưa xong mà đội làm thầy. Đó là cái câu đó là thầy bây giờ mình đúng rồi đúng không? Cho học chưa xong mà đòi làm thầy. Là mình là trong cái vai trò mà mình học chưa có hết nữa, cái vai của mình nữa mà mình đòi làm thầy, mình đi dạy người ta đó. Đây gọi là thầy. Đúng chứ bộ anh. Đúng không? Anh nói đúng không? Anh đừng suy nghĩ gì nha. Nhưng mà có nhiều tỷ phú là ta chưa học hết khỏi học mà giờ ta vẫn là tỷ phú đó. Nó không có liên quan đến câu chuyện này, tức là cái câu chuyện này nó đã dẫn chứng ra anh dạy, nhưng mà anh dạy anh chưa có hiểu hết mà anh dạy người ta. Còn cái câu mà tỷ phú mà còn trẻ là tỷ phú nó khác nhau, nó không dính dáng gì hết á. Ủa mà tháp giấy gì đây nè, em hiểu đề lắm. Ví dụ tỷ phú người ta trẻ nhưng mà người ta thông minh, người ta bẩm sinh khác. Còn cái này là trong một cái người, ví dụ như anh với em là hai cái người chưa biết gì đi học một cái người thầy đó mà học chưa có tới đỉnh gì hết à, mà rồi xuống núi đi dạy ra người khác nói gì đó. Còn cái người như em nói tỷ phú á, người ta có cái phẩm chất thông minh sẵn của người ta. Ủa mà sao tắt hết đèn rồi? Còn cái này đó bên đó là em mới tắt đèn này chứ luôn luôn lúc nào. Ủa bữa nay mình có cúng, hôm nay em có cúng không? Bữa nay anh không có gặp hay sữa đâu. Không, mấy là bữa nay anh cúng em sẽ tặng anh món quà. Anh nói cúng không? Anh tặng anh món quà. Cúng cơm hay gì? Giúp cho anh cái phần cúng quà cho em tặng phần cúng quà. Ờ, cái gì? Đi à? Thì anh cúng thì báo em nha. Cái gì nào? Có món quà đặc biệt. Quà chú hú. Chú có mắt hay. Rồi, giống như nhiều quà nữa. Trời ơi, nói nghĩ sao món quà gì, nói nhiêu mẹ đi. Nói mẹ đi cho anh em biết đường tính. Em nói em còn nghe nói não với anh luôn. Tới cái chừng nó rác gì đấy, tưởng đâu nhạc lỡ tới đây thấy tưởng gì, phát tiền. Trời ơi, nên anh vừa mới đó, không biết cái gì còn gọi điện thôi nè. Anh ơi, trời mưa, giờ có vô khoán được không, bà con đi mất mưa. Anh điện rồi, anh điện lúc bà con nước mưa rồi nữa đó. Hỏi gì thôi, chứ em biết rồi. Cái anh nói là anh vô trong qua duyên rồi, nhưng mà mưa quá. Ông ấy còn hỏi đấy, cái quà của anh trời mưa có phát được không? Cái quà của anh á là trời mưa cũng phát được luôn, nhưng bà con phải đứng trong, bà con phải đứng ngoài mưa luôn, bà con phải đứng dầm mưa luôn. Cũng là đứng dầm mưa luôn, mình mới dầm mưa mà về anh giờ cái gió hay anh nhức quá trời, cá anh dở lên mỏi luôn. Trời, trưa nay kêu bà cô ấy bà chở gió cho mình. Nhức đó hả? Dạ. Yeah. Thì cục nó nhức, nó lói trong đó ra. Như em còn nhiều cũng nhức thôi, bỏ ở trong nhức mình á. Nó lói. Thì đó, nó nhức ngồi mình. Nó y ghi nó lói giống như mất thở vậy đó. Thì đó, em chắc là không có nhức mình vậy nên anh sáng em đưa anh liệu muốn anh uống vô. Tưởng em nhức nách chứ. Nhức răng. Nách là bữa anh nhức á. Là hôm nay biết không, răng nó mọc. Đó, bao nhiêu tuổi mà một răng nữa đó. Cái răng trong cùng đó nó mọc hoài vậy đó, lâu lâu cái nó mọc lên thì lâu quá là nó nhú lên á. Hôm nay em bị mất năng lượng bởi vì cái răng này là không phải đâu, em mất năng lượng không phải gì ra đâu, em mất năng lượng gì tại vì em bào nhiều quá. Không, em mà không nhứt răng là em bào gấp đôi nữa. Em bào gì có mấy chục clip nữa chưa không nhứt. Mai là nhứt răng đỡ nói rồi đó. Tao chết luôn, ăn liên tục. Ăn mà hả cái học phải cố gắng vậy lắm. Y như người ta live stream trực tiếp rồi mà mình không có tiếp. Quay mình quay sau rồi nữa. Mình quay trước nữa, chưa lên bài. Xong cái mình xong cái chưa hết trơn cái mình chưa kết thúc nữa lên bài nữa. Thầy hai anh em mình nó có cái sự khác nhau về cái độ dài của video. Đó này lên luôn. Ở cái này nhiều quá rồi. Lộn rồi. Gì vậy? Tới công chuyện rồi. Tới công chuyện nữa. Mô gì vậy? Hôm nay là ngày 6 tháng 7 năm 2023.
Cái nhiêu hết rồi. Buồn gì cũng qua, buồn ngủ bỏ đảo cũng qua không được. Đúng không? Anh em mình đây là
chia sẻ đây là cũng kiếm tiền đi, nhưng mà mình quý chú, mình mới dán ở đây chứ tại sao tất cả anh em khác ta cũng chia sẻ, ta cũng kiếm tiền, tại sao ta không ở đây ta lao dọn mộ chú mỗi ngày đi, đúng không? Người ta có thể đến đây người ta quay, người ta đâu cần phải dọn đâu, đúng không? Ta đâu có dọn, ta quay cập nhật thôi. Một số bà con nhiều khi có nhiều cái câu chuyện mà phải nói ở đây, đặc biệt ở đây anh em mình đến đây là mình cùng nhau chia sẻ với nhau, thì cái góp ý nhất hồi đầu tiên giờ bà con xem, mà từ hồi đó tới giờ có khi nào mà anh em mình khi mà thật sự luôn, anh khi nào chưa nào mà anh nói xấu một ai luôn, thật sự luôn. Mà thì nhiều người sao là nói nhiều người á, nhiều người nói xấu anh em mình vậy đó, mà một số bà con cô bác thì cũng tin đó, nhưng mà mình có khi nào mình nói xấu ai đâu, mà nhiều khi mình biết chữ vô lý còn hơn gì. Cái người tốt, người tốt thì không bao giờ nói xấu mình đó. Đúng rồi, mình chia sẻ ở đây mình không nên nói xấu ai, bất cứ ai hết trên video, thì khi là người ta nói mặt mình cái gì đó không phải thì mình nói thôi, trên cái video luôn, trên ngay mặt nó luôn, để đừng có ở đây anh cũng nói riêng với em, bởi vì anh em mình thấy ra tâm sự nó không đời ai nói xấu gì đó, mình đừng nói ta lại, thì mình nói xấu lại ta lại gì vậy, mình bưng hành xấu luôn rồi, mình nói xấu người ta lại, thực ra mình cũng xấu luôn, nó thật sự như vậy, đúng không chị Nhi? Đúng rồi, sao tập tập, bởi vì nói xem video một khán giả mỗi ngày cũng đều nói cho anh em mình biết hết trơn, chứ không ai không biết đâu, cái gì mình không ai không biết, nó giả người ta tinh vi lắm, thông minh đó, cái gì nhìn nhận mà biết liền. Mà có một số bà con á, khán giả lại không xem anh em mình đó, đầu tiên nhất là những khán giả nó không hiểu anh em mình. Ngày xưa em thấy không, lúc mà em chưa mà làm thì cậu năm này em xuống đây em xem rồi đó, em còn nói là bà xã em là rất là thích xem kênh anh, đúng không? Em phải coi kênh em á, em trả đủ chắc em đó. Là khi đó là mấy anh em mình chia sẻ sáng đi chiều về sớm, mà đi sớm hơn giờ luôn nha, đi sớm hơn giờ luôn mà rất là vui vẻ nha, không nhận cho anh em mình á, chia sẻ xong rồi mới mình về, chia sẻ xong đó mình về, buổi chiều và tối á cái anh em mình đi ghé là phủ cà phê ở ngoài quán tiệm nước xong rồi mới về 7-8 giờ, ngoài đâu có chuyện gì đâu, đúng không? Rất là thoải mái luôn, mình có cái thứ nhất là mình sống ở trên đời này thì mình phải có sự khoan dung, nó độ lượng, chứ mỗi cái việc gì mình cũng lên mình nói xấu ở trên YouTube là không được, nó sợ luôn á. Mình là một YouTuber mà phải nói là có cái gì tầm ảnh hưởng nhỏ nào đi, mình cũng nên nói xấu cái gì bất cứ ai trên mạng, trừ khi là cái người đó nói trước mặt mình. Mình phải nói cái dẫn chứng lại cho người ta hiểu thôi, còn những ai mà nói trên video đó là mình không nên bắt chước theo, là người ta nói rồi người ta mất rồi, thấy không? Một người người ta cũng những khi có người cũng thực hiện ra cái bệnh, nhưng mà mình đừng có nói lại đó, để cho bà con cô bác người ta tự ta nhận xét, không có muốn gì hết thù hận. Đặc biệt ở đây là một mình liên kết với nhau, anh em mình ai mình cũng phải hòa đồng với nhau, chứ không phải là mình phải mình lập nhóm là này kia rồi phân biệt như là đó là không đúng, có khi nào mà anh phân biệt ai đâu, kể cả là những chút mớ đâu, mình cũng hòa đồng với người ta giống như là mình rất là thân thiện, quan hệ cũng thế. Bởi vì khi dán cho nó tháng 7 này thật sự anh cũng tròn nhiệm rồi, có tiền duyên với cặp tay sữa, tiền duyên cái xôi, tiền duyên với sữa nóng không có đá, anh tâm tới rồi. Cái này dính gì đó hả ta? Dán cho nó tròn tháng này rồi tới đó tiền duyên anh em mình. Có nghỉ lễ không anh? Không, anh không nghỉ lễ. Đúng không? Anh Sơn lại. Thì có nghỉ lễ không? Lễ này nghỉ 4 ngày đó chị. Cái này là cái đó. Vậy là hai người không nghỉ hả? Ê, nghỉ quá. Có biến không? Thì có biến nữa không?
vậy? À, có biến nữa rồi. Mất cái chạy lên nhà hả? Có để đó, để chung cái hùng cặp đó, cặp chứ đâu có để một cái lẻ đâu. Ai đấy? Đây nó trong nhà chỗ phụ năm ai lấy? Đúng rồi, ai lấy? Tổng chào, tổng chào. Hello. Em đi sao chị, là em đi chị. Em nhỏ hơn, mình cứ kêu em chị. Thôi, gọi chị đi chứ, dễ thương. Thôi. Em chào dễ thương. Vậy người ta tổng quá gì? Chào anh, chị đi tìm không? Đi tìm, tìm ở đâu nè, quan trọng. Ủa cái gì? Trời, một cây lông dài vậy, dám lấy. Ờ, các bạn còn lấy gì chứ, cây lông nhà. Cái bạn còn nhỏ, cái mình hay cúng mấy bạn nhỏ xíu mà còn bị lắng. Ủa cái bạn nó bị mất hả? Bởi vì em mới lấy mua cái chìa khóa cho anh khóa lại. Có ai có thể giải thích giùm em không? Em mới lên trển, em thắp hương trên trển mà sao mấy cái hoa mà cúng đó sáng nó bị mất cái hoa trên, nó còn chưa đuổi cái... À, vậy là hư vô ăn rồi. À có hư ăn hả? Anh thắp nhang ở đâu? Hư ăn nhang trên ngoại Viễn Châu này với chú Vô Đức Sao Biển. Con hư nó ăn. Nó cắn. Em nói bụng nó ủa con sâu thì mà nó ăn gì, nó ăn gì con chị? Nó ngu quá. Mặc kệ nó. Nó vô đây luôn hả? Vô luôn đó. Rồi, một chữ cứu, chữ lớn luôn. Ok, nó chơi luôn rồi. Anh đi bên kia lâu chưa? Vô được tí lâu tí. Biết nữa. Hôm qua em không có mất nón, mẹ mất 5 cái móc khóa. Móc khóa hả? Kể chị nghe. Hôm qua em vào đây đó, em lấy 8 cái móc khóa em để đây nè, em sơn xong hết trơn rồi. Thế em gửi cho nó môi hoặc còn 5 cái em gieo luôn sáng đến chiều thì mình mất luôn. Em về tới nhà em mới gọi chồng em hỏi chồng mình có thấy không. Sẽ gửi cho mình chiều từ 5 cái. Rồi 5 móc khóa. Chị ra. Đó, quý cô chú chị, mấy anh em mình đã dọn dẹp xong. Sáng thì ngày nào thì chúng mình cũng cúng một ly cà phê sữa. Đó. Nam mô Di Phật, đây là chú Thanh Tú. Và ngày nào thì tụi con còn đây thì Nam mô Di Phật. Thắp hương cho chú ha. Chú Hà Sa nè, chú Thanh Tú nè, cô Thanh Kim Huệ nè. Nam mô Di Phật. Nam mô Di Phật. Nam mô Di Phật. Đây là chú ngày xưa của chú Hoàng Còn, của chú chị. Còn đây là vợ của chú Tư Còn, Nam mô Di Phật. Sáng nay nó thật sự nó khá là quái của chú chị. Nhất quá thật. Mình cũng Nam mô Phật. Nó thật sự tâm sự bà con chứ mình cũng rất là nản. Nhiều khi nó nản như vậy. Nhiều khi cái việc mình làm á, một số người không thấy đâu. Còn những người, một số người á, không làm, nói không à. Thay vì mình nói mình phụ người ta đi. Mình nói không. Dẫn dắt nó dư luận đi chỗ khác. Mình nói mai mẻ anh em, Nam mô Phật. Những cái điều đó không nên, thật sự luôn như mình nói. Là một YouTuber không nên nói như vậy. Thay vì mình nói thôi, mình vô mình phụ mình làm hay là như thế nào đó. Lời nói mình, cái hành động mình thay cho lời nói đi. Vì mình là gì quý vị? Nam mô Phật. Nhiều khi nói nản,
chán nản. Anh em ở đây Duy Minh nó thật sự luôn, ai bà con nào xem từ đó tới giờ trước đó có biết được em ơi là mình Duy Minh như thế nào. Anh em luôn luôn lúc nào Duy Minh cũng đều nhường nhịn hết quý vị em ơi, và muốn hòa đồng với nhau. Nó đến thời gian này thì Duy Minh cảm thấy quá ngán ngẩm luôn, thật sự luôn á. Anh em mình đến đây em ơi, ai mà nói một câu á, chia sẻ YouTube không kiếm tiền đi, những người đó xạo. Ai nói mà tôi quý thương chú không cần tiền đến đây để lo cho chú đi, xạo em ơi, nói thật sự luôn, xạo điều xạo hết. Anh em mình đến đây chia sẻ YouTube đây cũng cần có tiền và kiếm tiền. Nó thật sự luôn, như mình nói thật sự kiếm tiền, nhưng mà kiếm tiền trên cái nó mô phật cái tình cảm của một người YouTuber dành cho một người nghệ sĩ nào đó, trên cái tinh thần là vừa chia sẻ vừa làm nó mô, chứ đừng có nói mà bằng cái miệng mà tôi yêu quý chú đến đây ấy là cái đó là xạo hết quý chị nó mô phật. Mình nói riêng về những anh em YouTuber ha, nam mô Phật. Nam mô Phật. Hồi đó giờ Duy Minh chưa có khi nào mà Duy Minh nói là tôi đến đây vì là quý yêu quý chú thôi, không cần tiền nha. Đó là từ đó là chưa nói. Đến đây yêu quý chú là một người, là thần tượng là khác, nam mô Phật. Còn mình kiếm tiền là một vấn đề của mình, vẫn là kiếm tiền quý tiền lo cho gia đình mình. Không có tiền làm sao lo gia đình cuộc sống được, cha mẹ anh em. Gia đình nói chung là gia đình mà nhiều cái Duy Minh làm có sự nó hơi bất mãn, đúng không Phật? Bất mãn vì đây là một số khán giả không hiểu, không hiểu anh em mình, chỉ nhìn theo một cái hướng thôi, không nhìn cái hướng ngược lại, chỉ nhìn theo một cái xu hướng nào đó mà nói thay vì bà con cô bác biết nè, nên một hoặc thay vì những bà con đó xem những video của người khác và xem lại những video anh em mình, coi anh em mình có nói xấu hay là mai mẹ bất cứ gì ai hay không là mới biết được cái người đó như thế nào. Cái nhìn có một hướng là xong rồi, nên một hoặc rồi cứ nói người này là không tốt, người kia là không tốt. Thậm chí Duy Minh nói có những kênh YouTube cố tình nói sai gì thật, nói xấu luôn. Có nhiều khi có kênh ở nhà luôn cái gì mà làm như biết rồi ở đây đó, nó thật sự luôn. Nói xấu anh em mình rất nhiều. Nhưng mà Duy Minh vẫn nói phiền với mấy anh em. Để nè. Mình mồi lại cái cây nhang này héo quý anh chị. Mình nói với anh em á quý chú chị, nó cháy rồi nè. Mình nói với mấy anh em rằng mình nói thôi. Người ta nói xấu thì kệ người ta đi, mình đừng có nói lại. Mình nói lại chẳng khác nào mình nhận cái xấu của mình. Mình đi chấp người ta, mình nhận cái xấu của mình mà mình phản biện là mình nói, tức là mình cũng không có thua kém gì người đó. Tuy là người ta nói xấu mình trước. Nó môi vào. Cho nên mọi cái gì mình cũng đều cho nó qua. Nó thật sự luôn. Nó môi vào. Và cho nó qua đi như một giấc ngủ. Cứ qua một đêm thì trời đã sáng quý vị. Thì ngày mai nó sẽ có tương lai sớm, sáng từ gần hơn. Cái ý nghĩ của mình như vậy quý vị. Mong rằng qua video này bà con bác xem kỹ lại và xem từ đó tới giờ kỹ lại những video anh em mình. Có anh em mình có là chia rẽ cái gì hay không, và có nói xấu ai hay không. Nha quý anh chị. Trừ khi là người đó nói trước mặt mình, phản biện với mình trước mặt mình nói thôi, chứ không khi nào mình nói sau lưng. Đó quý anh chị.
Quang thì video đến đây thì Duy Minh chia sẻ cũng khá là dài của cô chú anh chị, bà con cô bác xem video. Nhưng có cái điều gì không đúng thì mình bà con cứ để lại comment trực tiếp ở bên dưới cho Duy Minh sẽ đọc và tham khảo và giúp kinh nghiệm heo của cô chú anh chị. Thì đây cũng là một cái video bà con cô bác xem và cứ tham khảo đi, nó như thế nào ha, có ý kiến gì có thể bình luận cho Duy Minh được hiểu rõ heo của cái gì. Bây giờ thì Duy Minh xin chào và chúc bà con cô bác một cái ngày mới được là nhiều niềm vui bên gia đình của mình trong cái tháng Vu Lan Báo Hiếu này. Duy Minh xin chào tạm biệt bà con. Bà con thấy video có ý nghĩa thì cho Duy Minh một like, một đăng ký và ủng hộ kênh để giúp kênh tương tác đến tất cả bà con cô bác gần xa trong ngoài nước ha. Bây giờ Duy Minh xin chào bà con ạ.